Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phật bảo ngài A Nan: Nếu có quốc gia nào khi tai nạn khởi lên, như quốc vương của nước này dùng chánh pháp trị quốc, khoan hồng lê dân, phóng sanh thú vật, lại không đàn áp chúng sanh và ưng xá tội nhân, như có thể trong 7 ngày 7 đêm thân tâm ngài tinh tấn và trì tụng đại bi tâm đà la ni thần chú này, thì sẽ khiến cho tất cả tai nạn của nước kia thảy đều diệt trừ, năm loại ngũ cốc tươi tốt, muôn dân an lạc. Lại nữa, nếu trong nước bị ngoại bang oán địch luôn đến xâm lăng nhiễu loạn, bá tánh bất an, đại thần mưu phản, dịch bệnh hoành hành, hạn hán thất thường, hay nhật nguyệt biến đổi, như đủ mọi tai nạn như thế khởi lên, thời nên tạo một hình tượng của thiên nhãn đại bi tâm, mặt xoay về hướng Tây, rồi dùng mọi thứ hương hoa, tràng phan bảo cái, hoặc ẩm thực trăm vị mà chí tâm cúng dường. Vị quốc vương này như lại có thể trong 7 ngày 7 đêm với thân tâm tinh tấn và trì tụng thần diệu chương cứu của Đà La Ni này, thì ngoại bang oán địch liền tự hàng phục, chúng sẽ rút lui và không còn quấy nhiễu hay não loạn nữa. Các nước sẽ cùng nhau mở cửa giao thiệp và trở nên thân thiện. Những hoàng tử cùng bá quan văn võ sẽ hết mực trung thành, phi hậu và cung nữ sẽ hiếu kính nhà vua, chư long quỷ thần sẽ ủng hộ nước đó, mưa gió đúng mùa, cây quả xum xuê, dân chúng sống trong cảnh thái bình. Ha ha ha, 问什么的说